Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles trong một video tiếp theo về Squid Game, trò chơi con mực. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về diễn biến của phim hay nhân vật nào cả, mà sẽ cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh câu chuyện hậu trường nhé. Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Round 6. Trước khi lấy tên là Squid Game như bây giờ, bộ phim từng được đặt tựa đề là Round 6. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2019, Netflix thông báo sẽ phát hành một loạt phim gốc của Hàn Quốc mang tên Round 6 do Hoàng Đông Hyuk viết kịch bản và đạo diễn. Không biết các bạn thích cái tên này hay Squid Game hơn nhỉ? Lấy cảm hứng từ manga, đạo diễn Hoàng Đông Hyuk từng tiết lộ rằng toàn bộ kịch bản Squid Game được lấy cảm hứng từ manga, thể loại truyện tranh Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn từ Nhật Bản. Do thường xuyên đến nhà sách, đắm chìm trong thế giới manga, nên vị đạo diễn này đã sớm ấp ủ ý tưởng làm một bộ phim tương tự với những câu chuyện mà mình đã được đọc. Kịch bản hoàn thành vào năm 2009, dù chiếu năm 2021, nhưng trên thực tế, kịch bản đã được hoàn thành từ năm 2009. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, kịch bản Squid Game không được đánh giá cao. Nhiều ý kiến cho rằng cốt truyện quá xa lạ, tàn bạo và phức tạp. 12 năm sau, tức là thời điểm hiện tại, khán giả lại tỏ ra vô cùng thích thú với những diễn biến trong phim, vừa hấp dẫn lại vừa có tính thể sự. Thậm chí, Squid Game còn bị một số người chê là chưa đủ độ máu me, rùng rợn như những phim sinh tồn khác, chứng tỏ gu của người xem càng ngày càng khó tính. 456 người được nhập vai. Trong phim, chúng ta có 456 người tham gia trò chơi, và đây cũng là con số diễn viên được huy động cho các cảnh quay. Đội ngũ làm VFX toàn người Việt. Để ý phần credit, bạn sẽ thấy toàn bộ phần hình ảnh của Squid Game đều do ekip người Việt Nam thực hiện với các vị trí VFX, Project Manager, quản lý dự án VFX, Data Wrangler, sắp xếp dữ liệu và Digital Artist, xử lý đồ họa. Ghê chưa? Trên thực tế, các công ty đồ họa nước ta đã từng hợp tác với nhiều bom tấn Hàn Quốc như Sweet Home hay gần đây là Cuộc Chiến Thượng Lưu. Những chi tiết hé lộ trước cái chết của dàn nhân vật chính. Ali ban đầu cướp lấy tiền của ông chủ, về sau bị ông chủ cướp mất bi của chính mình. Sebeok kế dao dọa giết kẻ môi giới, cuối cùng cũng bỏ mạng dưới lưỡi dao. Dosu nhảy xuống cầu để trốn thoát, kết cục là vẫn rơi từ trên cầu kính. Sang U tự tử trong bồn tắm công thành, kết phim tự tử dưới cơn mưa tầm tã. Ki Hoon thắng 4.560.000 won, ngầm ám hiệu anh cũng là người ôm tiền thưởng 45.6 tỷ won. Số điện thoại trên thẻ. Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị người lạ gọi điện, nhắn tin cả ngày lẫn đêm vì số điện thoại mà ông ta đang dùng trùng với số của tổ chức trong phim. Chuyện là, ở tập 1, Yêu Tinh Gong Yu đã đưa danh thiếp ghi số điện thoại cho nam chính Ki Hoon để mời anh tham gia trò chơi với cơ hội đổi đời. Vụ việc gọi điện thoại này thu hút cả các chính trị gia đang muốn đánh bóng tên tuổi. Ông Hoon Kyung Yong, người tuyên bố tranh cử tổng thống Hàn Quốc tháng trước, thông báo sẽ mua lại số điện thoại đó với giá 100 triệu won, khoảng 85.000 đô. Khổ chủ là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hiện đang sống ở tỉnh Gyeonggi. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình MBC, ông cho biết nhận được khoảng 4.000 cuộc điện thoại mỗi ngày, chưa kể tin nhắn và hình ảnh, khiến cuộc sống của ông bị đảo lộn. Một số thanh niên lậm phim còn bắt chước tình tiết đề nghị được tham gia trò chơi. Tình trạng giở khóc giở cười kéo dài đã khiến chủ nhân của số điện thoại căng thẳng trầm trọng, phải uống thuốc an thần để được yên giấc. Số tài khoản ngân hàng. Scandal dùng số điện thoại có thật chưa lắng xuống, thì ekip làm phim lại vướng tranh cãi lộ số tài khoản ngân hàng của một dân mạng. Trong tập cuối, Ki Hoon đã để mạnh ATM để rút 10.000 won từ tài khoản của mình. Ở cảnh này, khán giả có thể nhìn rõ được số tài khoản ngân hàng. Phát hiện tài khoản ngân hàng đó đúng là có thật và đang được một người họ Lee sử dụng trên KakaoBank, một ngân hàng mạng phổ biến ở Hàn Quốc. Thế nhưng, khoan vội ném đá ekip làm phim bởi trước đó, nhà sản xuất và chủ tài khoản ngân hàng đã thỏa thuận với nhau về việc đưa số tài khoản lên phim rồi nhé. Chắc là để ai đó tiện gửi mấy đồng vào đấy xem có phải tài khoản thật hay không ấy mà. Ông này khôn thật đấy. Những bộ đồng phục xanh hồng. Đã ai lên Shopee sắm cho mình chiếc áo đồng phục thể thao cực chất mùa thu đông này chưa nhỉ? Mặc cái này ra đường, gắn thêm tí số 001 thì phải gọi là bao ngầu. Được biết, ekip làm phim chọn hai màu xanh lá cho người chơi và màu hồng nóng cho đội lính nhằm để thể hiện rõ sự đối lập. Ngoài ra, việc mặc đồng phục cũng hướng tới xóa bỏ cá tính, thân thế của mỗi người. Không cần biết ngoài kia họ là ai, làm nghề gì, gia cảnh như thế nào, nhưng một khi đã tham gia Squid Game thì sự công bằng phải được đảm bảo. Tròn, vuông, tam giác. Ngoài đồng phục không lẫn đi đâu được thì Squid Game còn có đặc sản tròn vuông tam giác gợi nhớ những giờ tập đọc của các em học sinh tiểu học. Nhiều người suy luận rằng trò chơi con mực lấy cảm hứng từ PlayStation. Tuy nhiên trên thực tế, không hề có mối liên kết nào giữa Squid Game và PlayStation cả. Tờ The Focus đã phân tích ba biểu tượng tròn, tam giác, vuông trong phim là tượng trưng cho ba chữ cái trong bảng chữ cái Hàn Quốc. Cụ thể, chữ O là biểu tượng của hình tròn, chữ G là biểu tượng của hình tam giác và chữ M là biểu tượng của hình vuông. Khi ghép tên ba chữ cái này, ta được OGM, trong tiếng Hàn đọc là Ojeong Game, viết tắt của tên trò chơi con mực. Ý nghĩa con số 456. Như chúng ta đã biết, Ki Hoon là người chơi cuối cùng, có số thứ tự 456. Vậy con số này có ý nghĩa gì? 456 là dãy số của giải thưởng 45.6 tỷ won và cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho ý chí, nỗ lực số 4, phiêu lưu thách thức số 5
Cân bằng và trách nhiệm, số 6. Tất cả đều rất trùng khớp với quá trình phát triển của nhân vật chính, từ khi mới bắt đầu tham gia cho đến khi kết thúc trò chơi. Ngoài ra, nó cũng là biểu tượng cho tính cách xung đột của Ki-hun trong quá khứ và hiện tại. Con búp bê. Sau khi tập 1 của phim được khởi chiếu, nhiều người đã nảy ra ý tưởng đặt con búp bê trong trò đèn xanh đèn đỏ ở các ngã tư ngoài đời thực để giúp hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ vô tội vạ. Con búp bê này sở hữu hình hài một cô bé đáng yêu trong chiếc váy màu cam với hai bím tóc xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt cơ động cùng giọng hát có âm vang rùng rợn, ám ảnh. Câu hát của con búp bê. Đảm bảo xem xong tập 1, thứ động lại trong đầu bạn không phải là những cái chết máu me, tức tưởi của người chơi, mà là câu hát này của con búp bê. Câu hát này khi dịch sang tiếng Việt có ý nghĩa là hoa mơ gương đã nở. Về hoa mơ gương, đây vốn là quốc hoa của Hàn Quốc và là biểu tượng của xứ sở kim chi. Đại đa số hoa mơ gương có màu hồng, thường nở vào buổi sáng, khép cánh vào buổi chiều và rụng vào lúc hoàng hôn. Loài hoa này có vẻ đẹp giản dị, biểu trưng cho tính cách của người Hàn. Bên cạnh đó, mơ gương cũng có nhiều công dụng hữu ích, nên được ví là loài hoa sinh ra vì con người và giúp ích cho con người. Các trò chơi được hint từ trước. Bằng những cặp mắt super soi, khán giả đã nhanh chóng nhận ra trên tường ở phòng chung có các hình vẽ tiết lộ những trò chơi sẽ lần lượt xuất hiện ở các phòng, từ đèn xanh đèn đỏ đến tách kẹo, kéo co, đủ cả. Thế nhưng, theo yêu cầu của đạo diễn, mặc dù ăn uống, ngủ nghỉ, nhìn quanh ngó quát 4 bức tường mỗi ngày mà không một người chơi nào phát hiện ra điều này. Đây cũng có thể là dụng ý của nhà làm phim, ám chỉ việc một khi con người lâm vào tình trạng căng thẳng, nghi kỵ lẫn nhau, phản ứng của họ sẽ trở nên trì trệ, mất đi óc phán đoán và tầm nhìn xa trông rộng, nên không có tâm trạng nhìn ngắm hay phân tích những bức vẽ xung quanh. Hộp thắt nơ hồng. Mỗi khi người chơi bỏ mạng, thi thể của họ sẽ được đặt vào trong một chiếc hòm, gọi là hộp cũng được, thắt thêm chiếc nơ hồng xinh xinh. Tổng thể trông không khác gì một hộp quà, bởi nó chỉ việc sự hy sinh của người này là món quà dành cho người sống sót, nghĩa là một người chết thì những người còn lại sẽ được thêm tiền. Trò tách kẹo. Một trong những trò chơi hot hit nhất Squid Game phải kể đến trò tách kẹo, trò chơi phổ biến của trẻ em Hàn Quốc những năm 1980. Trong phim, người chơi sẽ chọn một trong 4 biểu tượng: hình tam giác, hình tròn, hình ngôi sao và hình chiếc ô. Sau đó, họ sẽ nhận được một hộp kẹo đường, bên trong có hình biểu tượng mà họ đã chọn. Nhiệm vụ của người chơi là phải tách được kẹo theo đúng biểu tượng đã in sẵn, với công cụ hỗ trợ chỉ là một cây kim trong một khoảng thời gian giới hạn. Nếu tách được kẹo một cách hoàn chỉnh thì thành công, còn không, người chơi sẽ bị bắn chết. Nhân đây, nếu bạn nào cũng đang muốn thử sức tại nhà với trò chơi này, thì Tentakers sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện về 4 bước cơ bản sau. Bước 1. Nấu chảy đường. Bước 2. Trộn baking soda. Bước 3. Tạo hình theo cách riêng của bạn. Và bước 4. Đợi đường nguội và cứng lại. Và vừa rồi là những sự thật thú vị về Squid Game. Không biết các bạn còn biết thêm thông tin hay ho nào khác không nhỉ? Nếu có, thì hãy chia sẻ cùng chúng mình ở phần bình luận nha. Video đến đây là kết thúc. Đừng quên like, share và sub kênh để ủng hộ chúng tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.